Rồi, xin chào các bác đi xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay bữa chiều cũng có chiếc xe ba tiếp nhôm nữa nha các bác, đưa lên đây cho các bác tham khảo, bác nào ưng được nào đâu cái đó. Đầu vô giới thiệu cặp bidan ha. Rồi cặp bidan này mắc một cái da, mắc hai cái da quang nha. Nắp này là con ốc luôn, nó xài ngon lành. Rồi giao lưu cặp bidan này là 150 cabo ship nha, 150 cabo ship cặp bidan này bác ngồi alo còn nó 150 cabo ship xài ngon lành nha. Rồi bác nào được alo còn điều các bác một cái dân chấm của nó nè. Nó cái dân chấm này chống sexy nha, nó dày đồ đẹp nha, nó lắp trên chiếc 700C luôn á. Rồi cây viên chấm này con giao lưu là 150 cabo ship nha, 150 cabo ship cái viên chấm này bác nào alo còn. Rồi 150 cabo ship cái viên chấm này bác nào alo còn. Có cái đề của nó nha các bác, cái đề xăng tục. Xăng tục này đẹp nha. Miếng này bằng mũ nha các bác, cái đề dòng đề này, cái miếng này bằng mũ hết nha. Cái này bằng sắt, cái này bằng nhôm, nó chữ nghĩa còn đẹp nè. Rồi cái đề này con giao lưu với giá là 450 cabo ship nha. Nó da bằng nha các bác, nó bánh xe đầu ghim hết trơn ha. Về vệ sinh chơi thôi. Rồi bác ơn được cái đề nè, alo con, 450 cabo ship chữ nghĩa rõ ràng. Có bộ giò nè, bộ giò sake 165 nha. Sake 165 da băng. Một dĩa. Dĩa này dày cộm luôn á, bác găng dày cộm nha. Dĩa này dĩa 50 găng. Nên là một dĩa nhưng có thể mình thêm dĩa 2 được nha. Dặn ốc ra mình thêm cái dĩa 200 này là mình xài được bình thường nè. Rồi bộ giò này dĩa đẹp, giò đẹp. Rồi con giao lưu bộ giò này là 600k bao ship nha, 600k bao ship cho bộ giò này bán hơn alo còn. Đó 600k bao ship. Đó. Còn có một cái chân trống nha, cây cam chân trống Marushi Duga nha. Nó có đu cắt. Nó 700C chuẩn. Này là mạ vàng công nghiệp nha các bác. Nó mạ vàng đó. Nguyên bản ngoài giấy tờ Nhật đem về nguyên bọc luôn. Chưa xài. Nó đầy đủ trong này ha, phụ kiện nè. Nó cầm có một bình dầu nè, cây lục giác nè, mấy con ốc nữa ha. Nó cái miếng này còn nằm trong hộp luôn nè. Rồi cái dân trống này dành cho các bác, dành cho chơi những chiếc xe VIP nha. Rồi cái dân trống Marushi Dugac này con bán với giá là 1.550k bao ship nha. 1.550k bao ship cho dân trống này, bác nào ưng alo còn. Chưa khui bọc. Nó mạ vàng. Mạ vàng không biết vàng thiệt hay vàng giả nữa. Nhìn thì giống vàng thiệt ha. Rồi bác nâng được cái dân trống nè, alo con nghe, 1.550k bao ship. Nó giấy tờ đầy đủ nha, chữ nghĩa rõ ràng. Nó phụ kiện đeo xe chưa bắt vô luôn. Rồi bác nâng được alo con. Có bộ ngàm nè ha, bộ ngàm đi cơm. Đi cơm này, đi cơm xe sẽ... đĩa cơm mà da băng nha các bác, lắp 700C chuẩn, nó nắp niết đồ đầy đủ. Tặng đưa được còn ngon lành đẹp, nước xi được còn đẹp. Rồi giao lưu bộ ngàm là 450k bao ship nha, 450k bao ship cho bộ ngàm này bác nào được alo con. Rồi bác nào bộ ngàm alo con ha. Có mấy con ốc nha các bác, nãy con lọt ngoài con lụm vô lại.
Rồi bắt đầu hưng được alo con nha. Rồi có cái yên luôn. Nó dòng yên đặc trưng của nó nè, bay cái ton ba tiếp nhôm. Được con cái này lạnh. Nó chưa gách, nó có mấy nhầm ở chỗ này thôi. Chưa gách cái chỗ này nè, nhầm chỗ này miếng nè. Còn giao lưu cái yên này là 150k bao ship nha, bắt đầu hưng alo con. Nó 150k bao ship, mềm nha các bác. Chưa gách chưa gì chơi nha, mình về mình chơi luôn, khỏi cần làm lại. Rồi ghim luôn, bác nào được ra lộ con nha, 150 cặp xếp. Có ghi đồng cuộc nha các bác, ghi đồng cuộc bằng sắt. Cái này bằng nhôm. Nó có lỗi tí xíu nè, cấn nhẹ nè. Rồi cái này bị ngang của nó 39 nha. Sắt xi. Khúc này bằng nhôm. Chọn 150k bao ship cho bác nào ưng cái này, alo con. Đó, 150k bao ship. Nó có bộ đầu tay ngang cuộc, bộ đầu tay ngang của chiếc này luôn nha. Này nè, bộ đầu này là bộ đầu Nito nha các bác. Nito. Đó, tay này tay Diacom da băng. Tay sang dĩa, tay gạt clip này là sang tua da băng. Đó, cái này là da băng luôn nha, dài luôn, đẹp luôn. Rồi bộ đầu này nó mắc một cái nút này, thì con sẽ cho hai bác là hai cái nút màu hồng. Nó mấy bác về, mấy bác dở này ra tay qua đây luôn, hay là mấy bác thay một nút được. Rồi rồi con giao lưu vô đầu này là với giá là 650k bao ship nha. Con cho luôn cái bộ cặp bộ tay luôn nha. Đó, cho luôn bộ tay của nó luôn, của Nhật luôn, Bigaton luôn. Rồi 650k bao ship bộ đầu này, bác nào ưng alo con. Bộ đầu này cũng quá trời đẹp nha các bác. Tay ngang này gì là đẹp quá rồi. À, mỏm có bán bộ thứ gì luôn, quá trời bác hỏi mua. Mà có bộ một cái bán đâu có đủ đâu. À, hôm nay về thêm được con này có bộ đầu giống vậy nữa. Rồi 650k bao ship bộ đầu này, bác nào ưng alo con nha. Nó vô cái sườn ba tiếp nhôm cho các bác coi ha. Cái sườn ba tiếp nhôm này đặc trưng của nó là cao 53 nha. Ngang của nó là 54. Đó. Là ngang 54, cao 53, cốt yên nè ha, ghim ha. Cốt yên ghim nha, ngon lành ha. Bộ chân cổ cũng ghim đeo xe ha. Nước sơn thì cũng có một hai chỗ chóc nha các bác. Nó kiếm đặc trưng của nó kiếm ghim da sệ. Nó có yên là có yên sake yên. Rút ra cũng vô bình thường. Bộ giò giữa yên. Đó, bộ giò giữa yên theo xe. Đó. Còn cái màu này á, thì nó đặc trưng của nó là cúc vàng, cúc trắng hay là sao con cũng không biết nữa. Nó này nó làm như kiểu gì con cũng không biết nữa. Tem nè. Tem bãi của nó ngồi yên nguyên nha. Tay đóng là Bigaton nè, cao là 53 nè, đóng đây luôn ha. Cái sườn này con thấy nó có cái chỗ này nó hơi là lạ nè nha các bác. Không biết cái lỗ này bác hay ngóc này đi làm gì thì con không gành không. Nhưng con thấy nó có hai cái lỗ này. Đó. Hai lỗ bắt hai con ốc này nè. Đó, nó vậy đó. Nhất sơn thì ghim ha, cúc yên thì ngon lành. Nó cúc ra cúc vô ngon lành. Chân cổ thì cũng ghim theo xe. Cao 53. Cái kiếm cũng ghim luôn. Rồi cái sườn ba tiếp nhôm này cái dưới nó có một cái màu nè, chút khúc này nó màu vàng nè, cái này nó màu trắng nè, nó chỗ này màu vàng nha, có chạy tầm màu hai chỗ nè. Nó nhiều bác thì về cũng nhầm, người bác cũng tẩy sơn ra chơi sườn nhôm ba tiếp nhôm này, chơi theo kiểu mà tẩy nhôm ra luôn á. Rồi còn nhiều bác thì chơi theo kiểu sơn kim, nhưng đồ con cũng không biết, tùy theo ý mình chơi. Còn khúc sau này nó bằng sắt nha. Nó không có là lặn nha, không có giá, không đắp, không gãy chỗ nào hết trơn nha. Chỉ có hai cái lỗ này là con không biết hai cái lỗ này làm gì thôi. Lúc mua về là con thấy nó vậy rồi con chỉ cho các bác coi thôi. Chắc này nó con này là nguyên con màu vàng hay sao á.
khúc sau này nó có màu vàng ha, trên cam cam như nè, chắc bị người ta phủ bạc lên. Con này là kiểu mà mấy cái khúc nè, ống này là ghim nè, sơn ghim nè, này sơn ghim nè, sơn vàng này ghim nè, mà cái màu này là con thấy như có phủ lên lớp từ bên Nhật ra sao đó. Rồi con giao lưu cái sườn này với giá là 1 triệu, ở 2 triệu 100k bao ship nha. Nếu mà bác nào ưng được alo con luôn. Rồi con xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.